Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu một video về con chó. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu một video về con lợn. Bây giờ mình sẽ tô màu bạn nha. Xin chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tô màu chiến sĩ dập lửa nha. Hôm nay xong rồi.